cái channel của mình và mình là Châu Đi đây. Thì hôm nay mình quay tiếp phần 6 đó, chuyến phiêu lưu của mình. Thì mình đã về thành phố Hồ Chí Minh rồi. Nay lại nhiều đây 5 giờ nè. Chứ các bạn coi nè. Đó. Ở đây thì nó không có khung cảnh, nó không có được đẹp bằng hồi ở Ninh Thuận, Bình Thuận với bạn ha. Nó không có núi nữa. Cái trường nè. Đây là thanh niên mê điện thoại. Ui. Đó. Trường luôn nè. Mình thì đang ở Đồng Nai nha mấy bạn. Đây. Wow. Hồi nãy thì cho đây mới uống cà phê, mới thức dậy uống cà phê xong thôi. Thôi ống cống này là của gì? Phim Doraemon nè các bạn. Của Nobita và Doraemon đó. Ở đây có nhiều ống cống quá. Là mình nhớ cái phim đó quá các bạn à. Cái phim đó thì Bob Kid cũng đã chiếu phần 8 rồi. Trời ơi, tới phần 8 luôn. Người ta xây nhà ở đây sao ta? Wow. Ở đây mình nghĩ là làm một cái công viên thì thật là lý tưởng. Đúng không? Có trường nữa nè. Ủa, đến đây đây là công viên đúng không? Đó, cái trường đó. Chạy ra nước, cái này cái thắng hơi bị dồn.
lật hướng. Ôi, mấy trăm km luôn nè. Ok, thì chắc là chuyến phiêu lưu của mình kết thúc tại đây nha. Thì chả có gì quay nữa, tại vì bây giờ mình đi thì mình cũng sẽ về nhà. Đó, thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào những video lần tới nha. Bye bye.